Trái ngược lại với một thành phố dù đầy tội ác nhưng có sự kiểm soát và quản lý chặt chẽ ở season 1, Gotham ở mùa thứ 2 đã trở nên hỗn loạn và đáng sợ hơn bao giờ hết bởi các thế lực từ thế giới ngầm trỗi dậy và một hội đồng bí mật cấp cao đang dần lộ diện. Vậy nên là chào mừng các bạn đã quay trở lại với Way Too Weird Movie. Ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi qua toàn bộ những diễn biến đã xảy ra trong Gotham season 2 thôi nào. Let's go! Sau tất cả những biến cố đã xảy ra ở cuối mùa 1, Penguin giờ đây đã chính thức nắm chùm toàn bộ Gotham. Trái ngược lại với cuộc sống đang lên như diều gặp gió của tay phản diện, Jim Gordon và Harvey Bullock lại có một khoảng thời gian chật vật và ảm đạm hơn rất nhiều. Cả hai lúc này đây đã liên tục bị đì. Harvey với cái tôi của bản thân nên đã quyết định từ chức. Jim thì quyết định ở lại để chịu cú đấm ăn xôi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị ủy viên Lốp sa thải. Đứng trước tình cảnh trên thì Jim đành phải tìm tới Penguin, nhưng lần này thì gã cánh cụt đã đưa ra điều kiện chứ không giúp anh ta một cách tự nguyện nữa. Jim phải giúp Penguin lấy lại một khoản tiền nợ của một phe đối nghịch. Tiến thoái lưỡng nan, Harvey thì khuyên Jim không nên nhờ vả Penguin. Ngược lại thì Bruce Wayne lại trách móc Jim chỉ vì anh luôn vì cái tôi mà không phá luật. Không còn cách nào khác, Jim đành phải đi đòi nợ thay cho Penguin. Nhưng rồi thì trong lúc bỏ trốn, vì để tự vệ mà Jim đã bắn chết tay trùm kia. Sau khi nhận về được thứ cần nhận, Penguin cùng tay sát thủ Victor đột nhập vào nhà của ủy viên Lốp để uy hiếp ông, buộc ông phải rời khỏi Gotham và đưa đội trưởng của sở cảnh sát là bà Sarah Essen lên kế nhiệm. Và thế là Jim được phục chức trở lại. Trong lúc hành trình đấu tranh của Jim diễn ra, tại nhà tù Arkham, các tù nhân nguy hiểm và Barbara lại nhận được lời đề nghị liên minh của Jerome Valeska, và thế là cô được nhận được sự ưu ái của tay trùm tỷ phú Richard Sionix. Chưa lợi dụng hắn được bao lâu, cô cùng một số gã tội phạm nguy hiểm khác đã được Theo Gallivan giúp vượt ngục. Gã Richard vì bất tuân nên đã bị đứa em gái của Theo kiêm đao phủ là Tabitha giết ngay lập tức. Mặt khác thì Bruce Wayne cũng khám phá ra được trong nhà của mình có một căn hầm bí mật của người cha quá cố. Dù bất lực trong việc tìm ra mật khẩu, Bruce cùng Alfred đã cho nổ tung cánh cửa và tìm thấy một chiếc máy tính. Bên trong có những lời nhắn cuối cùng của Thomas Wayne. Tại sở cảnh sát Gotham, Enigma cũng đang có những động thái bất ổn khi chứng rối loạn nhân cách của anh ta đang dần trở nên nghiêm trọng. Trở lại với Theo Gallivan. Bước đầu trong kế hoạch của hắn chính là để cho bọn tội phạm dưới sự chỉ huy của gã tâm thần Jerome đi gieo rắc sự kinh hãi khắp Gotham. Dưới cái tên Maniacs, hành tung của bọn tội phạm cực kỳ khó lường khi chúng giết người vô tội vạ chỉ để phô trương thân thế. May mắn là ở lần thứ hai hành động, Jim cùng các cộng sự đã thành công ngăn chặn và bắt được một tên trong số chúng. Nhưng chưa kịp tra khảo gì thì gã này ngay lập tức bị Tabitha bắn hạ. Để trả thù cho sự can thiệp của sở cảnh sát, trụ sở cảnh sát là nơi tiếp theo mà bọn chúng nhắm đến. Với sự xuất hiện của Barbara, Jim nhanh chóng bị dụ ra ngoài và bị một tên tội phạm đánh ngất. Còn ở phía trong, Jerome cùng đồng bọn nhanh chóng xâm nhập và xả súng khiến cho 9 viên cảnh sát bỏ mạng. Ủy viên Essen mới nhậm chức cũng không thể qua khỏi. Cái chết của Essen cũng đã tạo được động lực cho Harvey quay trở lại trận chiến và sát cánh cùng với Jim. Về phía dinh thự Wayne, Bruce và Alfred đã có một trận cãi vã rất to khi Alfred quyết định phá hư chiếc máy tính vì không muốn Bruce dấn thân vào quá sâu và gặp nguy hiểm. Nhưng rồi thì sau đó, Bruce cũng nguôi ngoai và thống nhất với Alfred rằng sẽ trở nên mạnh mẽ để sẵn sàng đối mặt với mọi thứ. Bản thân Alfred cũng đã tìm hiểu và gặp gỡ được Lucius Fox và tin tưởng để cho anh ta xuống căn hầm để sửa chữa chiếc máy tính. Chuyện nhà Wayne đã xong, nhưng sự rối loạn ở sở cảnh sát thì vẫn chưa đâu vào đâu. Với sự trở lại của Harvey, Jim đã có thêm dũng khí và cả hai đã bắt đầu có những động thái mạnh hơn để nhắm vào lũ tội phạm. Cả hai sau cùng cũng nhớ lại vụ án khi xưa của Jerome nên đã đến tìm gặp bố của hắn để dò xét. Tuy nhiên, lần này thì Jim và Harvey đã chậm một bước. Jerome đã tới đó trước và giết chết bố mình. Hắn cũng đánh thuốc mê cặp đôi cảnh sát nhưng lại tha mạng cả hai để chọc tức sở cảnh sát một lần nữa. Bước tiếp theo trong kế hoạch của tổ chức tội phạm này chính là buổi tiệc từ thiện mà Lee Tompkins, nơi mà Bruce Wayne và cả Theo Gallivan đang tham dự. Tại đây, Jerome lại xuất hiện và tiếp tục bôi cho chát chấu vào mặt cánh cảnh sát. Trước sự hèn nhát của tất cả cảnh sát, Jim phát hiện ra Selina Kyle nên đã bắt cô bé dẫn mình vào trong để hành động độc lập. Ở bên trong, Lee cũng đang gặp nguy hiểm. Quản gia Alfred dù rất cố gắng nhưng cũng bị Jerome và đồng bọn khống chế, buộc Bruce phải bước ra ngoài. Ngay khi Bruce vừa bước ra, Jim cũng xuất hiện và cùng Alfred hạ gục toàn bộ lũ tội phạm, trừ Jerome và Barbara. Lúc này đây, Theo xuất hiện như một vị thần và giết chết Jerome, gián tiếp trở thành người hùng mới của thành phố Gotham và tự tin tranh cử trước thị trưởng của thành phố, sau khi thị trưởng James trước đó cũng bị hắn bắt cóc. Xong, cái chết của Jerome đã gieo rắc lên khắp Gotham sự điên loạn và mất kiểm soát một cách nghiêm trọng. Trước những hành động đáng sợ của bọn tội phạm, Penguin cũng đã phải vào cuộc để điều tra. Từ đây thì Penguin cũng đã có dịp tiếp xúc lần đầu với Theo Gallivan và biết được toàn bộ kế hoạch của hắn. Mục đích của Theo là muốn thông qua chức thị trưởng của thành phố để tái thiết lại toàn bộ Gotham nhằm phục vụ cho lợi ích cá nhân của mình. Hắn muốn Penguin trở thành một gã đao phủ tiếp theo để đạt được kế hoạch.
Đương nhiên là với cái tôi của bản thân, Penguin đã từ chối. Nhưng rồi thì gã trùm non nớt biết được rằng mẹ của mình đang bị Theo bắt giam nên đành ngoan ngoãn nghe theo. Điều mà Theo muốn Penguin làm chính là truy sát toàn bộ các ứng viên đang tranh cử chức thị trưởng, bao gồm cả hắn ta. Nhưng động thái này của Penguin sau đó cũng bị Jim phát giác khi anh cùng các cộng sự ngăn chặn được Victor ám sát ứng viên còn lại. Sở cảnh sát đã có những sự thay đổi tích cực khi mà thanh tra Nathaniel Barnes đã được điều động đến cho vị trí đội trưởng bị bỏ trống. Bài phát biểu cùng những hành động dứt khoát của Barnes đã làm Jim rất nể phục. Jim giờ đây cũng đã trở thành một phụ tá cho ông và chỉ huy một lớp trẻ cảnh sát mới ra trường cực kỳ chính trực. Nên rõ ràng là Jim không muốn mối quan hệ của mình với Penguin bị bại lộ. Dù vậy, khi đến tìm gặp Penguin, Jim không biết thêm được gì về động cơ hành động của Penguin ngoài những sự bực tức của hắn ta. Cũng trong lúc đó thì Selena đã cố gắng tìm gặp Bruce nhưng lại bị Alfred dằn mặt và ngăn cản. Bản thân cậu thiếu gia thì trong lúc gặp gỡ để cảm ơn Theo đã bị say nắng cô cháu của hắn là Silver St. Cloud. Chuyện tình cảm trai gái cũng phát sinh tương tự giữa mối quan hệ của Ed và Crinkle. Trở lại với sự cự tuyệt của Penguin, Jim không còn cách nào khác phải nghe theo lệnh của Barnes để triệt phá một kho tiền của gã trùm mới nhú này. Jim sau đó cũng bị Theo tiếp cận và hắn đã đề nghị Jim ủng hộ để giúp mình tranh chức thị trưởng. Anh trai thì đang đi vận động chính trị, cô em gái thì lại tiếp tục tìm gặp Penguin để ra nhiệm vụ tiếp theo, đốt một số địa điểm trực thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Wayne. Không còn cách nào khác, Butch đã tìm gặp Selena để nhờ cô kết nối với một nhóm chuyên phóng hỏa của Gotham, trong đó có cô bạn thân của Selena là Bridget, người mà sau đó bị buộc phải tham gia vào phi vụ. Nhiệm vụ mà Bridget thực hiện chính là đột nhập và trộm một thanh gươm cổ của nhà Wayne trước khi phóng hỏa nó. Từ một cô gái ngoan hiền, Bridget dần trở nên thích thú trước trò chơi với lửa này. Điều này dẫn đến một sự cố đáng buồn tiếp theo khi mà Bridget đã vô tình đốt chết một viên cảnh sát trẻ trong đội của Jim. Và điều này đã buộc Jim phải đồng ý ủng hộ Theo để đổi lại sự tương trợ của hắn để truy bắt thủ phạm. Thành công thuyết phục được Jim, Theo quay trở về nhà và gặp gỡ cha xứ Creel, người được Theo giao lại con dao cỗ kia và tuyên bố rằng các anh em mình đang trên đường tới để sẵn sàng cho một cuộc chiến, đồng thời hé mở bước cuối cùng trong kế hoạch là cái chết của Bruce Wayne. Về câu chuyện của con dao cỗ, Penguin trước khi giao nộp lại cho Theo đã tìm hiểu ra được về động cơ của Theo Gallivan, hay nói đúng hơn là Theo Dumas, gia tộc đã bị trục xuất và có mối căm thù với gia đình nhà Wayne. Với những thông tin đã có được, Penguin chặt tay Butch để anh thâm nhập vào trong tổ chức của Theo, điều tra nơi bắt cóc mẹ của mình. Nhưng rồi thì không những không điều tra ra thêm được gì, Butch còn bị Theo và Tabitha phát giác. Về phía Bridget, dù trước đó bị bỏ rơi giữa đường, nhưng cô vẫn tiếp tục bị quay về để những người anh em của mình ngược đãi. Với tính cách đã bị tha hóa, Bridget phóng hỏa đốt hết bọn chúng mà không hề nghĩ ngợi gì, mặc cho việc sự tình của Bridget đã được Selena báo lại toàn bộ cho Jim biết. Tuy nhiên, Bridget vẫn liên tục làm loạn và gây rối, buộc cho phe cảnh sát phải hành động quyết liệt hơn, dẫn đến cái kết là toàn bộ cơ thể của Bridget bị lửa thiêu đốt. Cô sau đó đã được chuyển đến Indian Hill, một tổ chức ngầm của Wayne Enterprises, nơi mà những thí nghiệm vô nhân đạo đang được thực hiện. Vụ việc vừa qua đã không giết chết Bridget, chỉ có điều bộ đồ chống cháy của cô đã bị lửa làm cho tan chảy và bám dính vào khắp cơ thể. Cũng trong lúc đó thì một tội ác khác cũng đã được diễn ra. Ed đã vô tình tiết lộ cho Crinkle biết được rằng mình giết bạn trai cũ của cô, để rồi chính bản thân anh trong lúc ngăn cản Crinkle đã vô tình giết chết tình yêu của đời mình. Cái chết của Crinkle cũng khiến cho nhân cách còn lại của Ed vùng lên một cách mạnh mẽ. Nó ngay lập tức kiểm soát cơ thể anh và bắt đầu đem xác của Crinkle đi giấu ngay tại sở cảnh sát, buộc Ed phải tự mình mần mò các manh mối và câu đố để tìm ra xác người mình yêu. Sau khi tìm được xác của Crinkle, hai nhân cách của Ed đã hợp nhất và anh trở nên thích thú trước những hành động sai trái của mình. Trong lúc đó thì Penguin cũng không hề hay biết gì mà cứ nghe theo lời của Butch đến nơi bắt giữ mẹ mình. Tại đây thì Penguin mới vỡ lẽ ra rằng Butch đã được Theo và Tabitha chữa trị và không phục tùng mình nữa. Tabitha sau đó cũng giết chết mẹ của Penguin, nhưng rồi với tài thiện xạ bách phát bách trúng của mình, ả sát thủ lại để một tên đi cà nhắc tẩu thoát thành công. Sau sự kiện này thì Theo chính thức được tất cả mọi người ủng hộ để nắm chức thị trưởng. Hắn cũng yêu cầu Harvey Dent tiến hành khởi tố bắt giữ Penguin. Trước sự thành công quá nhanh chóng của Theo Gallivan, Jim đã nhận ra một điều gì đó bất ổn nên đã cùng Harvey truy bắt Butch. Khi đã dồn được Butch vào chân tường, cả hai biết được toàn bộ sự thật về Theo trước khi mất tập trung và phải đấu súng với Victor. Cuối cùng thì để Butch tẩu thoát. Cũng trong ngày hôm đó, sau khi nhậm chức thì Theo cũng đã tổ chức một buổi tiệc để ăn mừng. Hắn cũng huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát tới để bảo vệ mình khỏi Penguin. Nhưng rồi thì gã gánh cụt cùng toàn bộ lực lượng hiện hữu của mình tổng tấn công biệt thự của Theo, khiến rất nhiều người thiệt mạng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cuộc chạm mặt giữa ba người là Jim, Theo và Penguin diễn ra và toàn bộ sự thật đã được Penguin tiết lộ. Trước tình thế đó, Harvey cũng có mặt và Penguin đã tẩu thoát thành công. Jim cùng Theo giờ đây đã quyết định chơi bài ngửa với nhau.
Để loại bỏ Jim ra khỏi cuộc chơi, Theo đã cử Barbara đến sở cảnh sát để gây rối. Với những lời dẫn dắt của Barbara, Jim và Harvey buộc phải dẫn theo ả ra ngoài đến nơi được chọn. Vì sự cố chấp của bản thân, đoàn xe của Jim sau đó đã bị phục kích và anh đã bị bắt giữ. Không chỉ để bản thân gặp nguy hiểm, Lee cũng bị bắt cóc và sở cảnh sát giờ đây phải nhốn nháo đi tìm. May mắn là nhờ có Harvey và Barnes cùng các cộng sự mới phát hiện ra được vị trí của Jim. Barbara sau đó cũng đã bị đẩy đến đường cùng và quyết định tự sát nhưng bất thành. Trước đó thì Barbara vì lỡ trớn nên cũng đã tiết lộ việc Theo đang bắt cóc và tra tấn cựu thị trưởng James. Theo và cháu gái mình là Silver cũng dần thuyết phục được Bruce trao lại toàn bộ cổ phần của công ty lại cho hắn để đổi lại cái tên đã giết Thomas và Martha Wayne. Tuy nhiên thì sau nhiều lần đắn đo thì Bruce cũng quyết sẽ không giao công ty cho Theo. Gã phản diện cũng bị Jim và Harvey ập đến và bắt giữ. Nhưng trước khi bị đeo còng, Theo cũng ném đống tài liệu chứa tên thủ phạm vào trong đống lửa. Ngoài ra thì Penguin cũng được Ed tìm thấy trong lúc anh đang đi chôn cất những xác chết vừa giết. Cuộc gặp gỡ định mệnh này đã giúp cho Ed và Penguin trở nên tương đối gắn kết, khi mà Ed đã chỉ cho Penguin thấy rằng khi không còn người mẹ, anh sẽ không còn điểm yếu. Mặt khác thì để trả thù cho việc anh trai mình bị bắt giam, Tabitha đã liên hệ với một tổ chức sát thủ để triệt hạ Jim. Tình hình của Jim lúc này vô cùng khó khăn khi lực lượng xung quanh anh hiện tại chỉ còn đội trưởng Barnes, một tân binh và một người của đội pháp y đang có mặt tại nhà của Theo. Bọn sát thủ sau đó đã ập vào và người của đội pháp y đã thiệt mạng. Trước sự chống cự quá quyết liệt của Jim, một tay sát thủ lành nghề khác đã được cử đến và giết chết 4 viên cảnh sát đến hỗ trợ. Tưởng chừng như đã bị dồn vào chân tường, aura nhân vật chính đã trỗi dậy và Jim đã khống chế được tay sát thủ đó. Tuy nhiên, lần này thì Jim lại không giết hắn mà chỉ bắt giam. Điều này đã dẫn tới việc gã sát thủ khi bị áp giải đã giết luôn cô cảnh sát tập sự, khiến cho Jim vô cùng day dứt vì trước đó đã không giết hắn. Sau sự việc này thì những người thuộc dòng họ Dumas cũng đã có mặt tại Gotham để bắt đầu kế hoạch cuối cùng. Dù Theo đã gần như tiêu hủy mọi bằng chứng về tên đã giết Thomas và Martha Wayne, nhưng Bruce vẫn tin rằng cô cháu gái Silver của hắn có thể vẫn sẽ biết điều gì đó. Cộng thêm sự trợ giúp của Selena, một vở kịch giả đã được Bruce bày ra để buộc Silver phải tiết lộ tên kẻ đó là Em Malone. Những hành động ngẫu hứng này của Bruce đã khiến cho Alfred phát hoảng và ngay lập tức đi tìm cậu. Điều này đã dẫn Alfred đến cuộc đụng độ với Tabitha và ông chỉ may mắn sống sót trong gang tấc. Mối nguy hiểm lớn nhất sau đó đã chính thức quay trở lại Gotham khi mà Theo Gallivan đã chính thức được phóng thích sau khi thị trưởng James không chấp nhận làm chứng nữa. Sự việc này đã khiến cho Jim vô cùng tức tối và đấm hắn ngay giữa tòa, tạo điều kiện cho cánh cảnh sát tha hóa tóm anh ta đi. Theo sau đó cũng đối mặt với Jim như bao phản diện tự cao khác. Theo trao cho Jim thời gian để Penguin tới giải cứu anh ta ngay sau đó. Trong lúc đó thì Bruce đang ở nhà một mình nên đã bị Theo tiếp cận và bắt giữ nhằm phục vụ cho kế hoạch hiến tế cuối cùng. Jim sau khi được giải cứu đã được đưa đến nhà của Ed để ẩn náu, bởi anh đang bị truy nã vì những chứng cứ chống lại mình. Nhà của Ed sau đó cũng trở nên rất náo nhiệt nhờ sự tập trung của Alfred sau khi ông tẩu thoát thành công khỏi Tabitha. Lucius, Harvey và Selena cũng có mặt ngay sau đó. Bất chấp lời can ngăn của Lee, Jim buộc phải tham gia vào trận chiến để giải cứu Bruce. Về phía cậu thiếu gia thì dần dần qua thời gian, từ người bị quyến rũ thì Bruce đã khiến Silver phải thương nhớ mình. Thời khắc sinh tử sau đó cũng đã điểm, Bruce bị đưa lên bàn hiến tế, nhưng nhờ Silver câu giờ mà Jim đã cùng các cộng sự ập vào kịp thời để giải cứu cho cậu. Sau khi các thành viên của gia tộc Dumas bị triệt hạ, Theo cũng đã bị Tabitha và Silver phản bội khi cướp đi hai chiếc dù cuối cùng để tẩu thoát. Tránh lặp lại sai lầm khi xưa, Jim đồng ý với Penguin rằng sẽ giết Theo thay vì đem hắn ra xét xử. Kết thúc vụ án, Jim tìm gặp và cầu hôn Lee sau khi biết tin rằng cô đã mang thai. Thi thể của Theo sau khi được tìm thấy cũng lại một lần nữa được đem tới Indian Hill để giáo sư Hugo Strange nghiên cứu. Và Gotham vẫn là Gotham, một kẻ bị hạ bệ cũng là lúc một mối nguy khác xuất hiện khi một gã tội phạm với thói quen đóng băng nạn nhân đã bắt đầu gây án. Vài tuần sau cái chết của Theo Gallivan, Jim với tư cách là người cuối cùng chứng kiến sự việc này đã phải hầu tòa và chịu sự tra khảo của đội trưởng Barnes và công tố viên Harvey Dent. Nhưng sau đó thì Jim cũng đã được thả ra vì không có bằng chứng nào có thể kết tội anh. Mặc dù Penguin cũng đã bị bắt giữ, nhưng với tư cách là bạn thân thì gã cũng không khai ra bất cứ điều gì để gây bất lợi cho Jim. Tuy nhiên thì với tâm lý bất ổn như hiện tại, Penguin được chuyển đến nhà thương điên Arkham Asylum, chịu sự quản thúc và nghiên cứu của viện trưởng khoa tâm thần Hugo Strange. Để thay thế cho sự vắng mặt của Penguin, Butch đã đứng lên nắm quyền Gotham và cứu mang Tabitha. Trở lại với câu chuyện của gã tội phạm băng giá, tên này là Victor Fries. Mục đích của hắn là muốn sử dụng công nghệ hóa cứng mà bản thân đang nghiên cứu để chữa trị cho người vợ đang bị ung thư của mình là Nora. Và để quá trình ngủ đông có thể được diễn ra suôn sẻ, hắn phải thử nghiệm chúng lên những sinh vật sống và khiến biết bao nhiêu người dân vô tội ở Gotham phải thiệt mạng.
Tuy nhiên, trước khi cuộc thử nghiệm đem lại kết quả gì, thì Jim và Harvey đã biết được rõ địa chỉ nhà Victor do manh mối mà hắn vô tình để quên. Cả hai đã nhanh chóng đến nhà hắn và bắt giam được Nora trong khi cô đang bàng hoàng trước những thí nghiệm của chồng mình. Biết được tin vợ mình bị bắt, Victor quyết định tự thú. Nhưng rồi thì tại sở cảnh sát, sau khi phát hiện ra một trong số những nạn nhân của mình đã được rã đông và vẫn có thể sống, hắn biết được rằng thí nghiệm của mình đã thành công nên quyết định quay trở lại kế hoạch ban đầu. Để có thể dụ kẻ chủ mưu vào trong, sở cảnh sát quyết định sẽ tạm thời đưa Nora đến Arkham. Mặc cho những sự bất lợi như thế, Victor vẫn tự mình chế tạo ra bộ sắt đặc biệt để có thể tấn công thẳng vào Arkham. Cộng thêm sự hậu thuẫn của Hugo, Victor để lại cho hắn một lọ dung dịch đông cứng và dễ dàng tiếp cận được Nora. Lúc này đây, ngoài Jim và Lisa, không ai có thể xuất hiện kịp thời để ngăn cản Victor. Vậy nên, Jim cũng đành bất lực để Nora và Lee đi theo hắn. Tại phòng thí nghiệm tại nhà riêng của mình, Nora tự trách bản thân vì những hành động vô nhân đạo mà chồng mình đã gây ra cho Gotham. Chính vì thế mà cô đã tự cháo công thức của Victor, khiến cho bản thân mất mạng trong quá trình đông cứng. Jim và Harvey cùng các cộng sự ngay sau đó cũng suy đoán được tình hình nên đã có mặt kịp thời. Victor giờ đây đã bị đẩy vào đường cùng, không còn gì để mất. Hắn đã quyết định tự đông cứng bản thân. Tuy nhiên, hắn đã không mất mạng mà thay vào đó đã tỉnh dậy tại Indian Hill, ngay bên dưới Arkham. Nhưng giờ đây, Victor chỉ có thể sống sót ở âm độ C. Trong lúc các sự kiện xoay quanh Victor diễn ra, Bruce đã điều tra và phát hiện ra được Patrick Matches Malone mới chính là người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của bố mẹ mình và quyết định sẽ trả thù hắn. Giấu giếm những ý định giết kẻ chủ mưu của mình với Alfred, Bruce nhận lấy từ Selena một khẩu súng trước khi cùng ông đi điều tra về vị trí của Malone. Để có thể đổi lấy được manh mối, Alfred đã phải giao đấu với một gã to con ở một trận đấu ngầm. Dù giành chiến thắng và biết được phải đi tìm một người có tên là Jerry cùng câu lạc bộ thần tượng Jerome của ả. Tuy nhiên thì sau trận đấu, Alfred đã thấm mệt và phải tĩnh dưỡng trong bệnh viện. Nhân lúc người quản gia của mình lịm đi, Bruce đã tự mình đi đến tìm Jerry để hỏi ra vị trí của Malone. Alfred sau khi tỉnh dậy cũng đã nhanh chóng gọi cho Jim và Harvey để tìm trợ giúp. Nhưng rồi thì Jim vẫn không thể ngăn cản được Bruce. Đối mặt với Malone và sự dửng dưng của gã, Bruce đã không thể xuống tay mà cứ thế rời đi dù không biết được ai đã sai khiến hắn. Tới khi Jim xuất hiện, Malone cũng đã tự sát bằng khẩu súng mà Bruce để lại. Sau sự việc này thì Bruce quyết định sẽ phiêu bạt khắp Gotham cùng Selena ở thế giới ngầm để tìm hiểu thêm về thành phố của mình. Tại Arkham thì cuộc thí nghiệm của Hugo lên Penguin đã thành công, khiến cho gã phản diện không còn bất kỳ xu hướng bạo lực nào và được thả đi. Lúc này đây thì một mối nguy khác tại Gotham cũng đã được hình thành. Enigma phát điên về những câu hỏi về Crinkle từ Jim và quyết định sẽ kéo anh xuống bùn. Bước đầu trong kế hoạch của Ed chính là vụ việc đánh bom giả tại một bảo tàng tranh. Từ đó thì bắt đầu gieo rắc những câu hỏi hóc búa về vụ đánh bom tiếp theo. Lần theo được những manh mối, Jim và Harvey tìm đến một nhà ga và phát hiện ra một quả bom hẹn giờ đang được đặt trong một hộp tủ đựng đồ tại đó. Trong bất giác, Jim lấy ngay cây xà beng đặt cạnh để phá tủ và ngăn chặn quả bom kịp lúc. Tuy nhiên, Jim đã không ngờ được rằng Ed đã dùng chính cây xà beng có chứa dấu vân tay này của anh để giết chết Pinkney. Người trước đó cũng bị Ed gài bẫy để ký tên xác nhận việc tố cáo Jim giết Theo Gallivan cho cấp trên. Với tất cả những cái bẫy được sang ra để nhắm vào Jim, không quá khó hiểu khi Barnes một mực tin rằng Jim là kẻ chủ mưu cho mọi chuyện. Không có bất cứ bằng chứng ngoại phạm nào, Jim ngay lập tức bị kết án và tống vào nhà tù Blackgate. Trong lúc đó thì Bruce cũng được Selena dạy cho một số bài học sinh tồn trên đường phố Gotham. Cùng lúc đó thì tại nhà tù Arkham, Barbara đã tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài hôn mê. Penguin thì sau khi được thả ra, cũng đã được gặp bố ruột của mình là Elijah Vandal, một người đàn ông vô cùng giàu có, nhưng đang mắc một căn bệnh nan y khó chữa. Cuộc đoàn tụ tại gia của Penguin sau đó cũng không mấy tốt đẹp. Dù hắn đã bị tẩy não và hoàn toàn không có bất kỳ xu hướng bạo lực nào, gia đình nhỏ của Penguin vẫn không chấp nhận và quyết định sẽ thủ tiêu hắn bằng thuốc độc. Tuy nhiên, Dahl trong lúc ăn mừng cùng con trai, sau khi quyết định sẽ để lại toàn bộ quyền thừa kế lại cho Penguin, đã không may uống phải ly rượu chứa thuốc độc kia và mất mạng. Trở lại với cuộc sống tại địa ngục trần gian của Jim, anh đã phải trải qua hàng loạt sự phân biệt đối xử từ quản ngục Warden Carson Gray. Nhưng nhờ có sự bảo trợ của Wilson Bishop, Jim đã phần nào đó bình tĩnh được trước mọi việc. Tuy nhiên thì sau khi được Harvey thông báo rằng Lee đã bị sẩy thai và đã rời khỏi Gotham, Jim đã trở nên bần thần và không quan tâm đến mọi việc. Quay lại trong trại giam, Jim lại bị gián tiếp khiến một người hâm mộ của mình là Puck bị đánh đập dữ dội, khiến cho bản thân xém chút mất mạng. Để tránh mọi việc đi xa hơn, Harvey tìm đến gặp Falcon để nhờ trợ giúp. Với sự hậu thuẫn của ông trùm đã về hưu nhưng vẫn còn rất vang danh, Harvey và Wilson đã dàn dựng lên được cái chết giả cho Jim để được đưa anh ra ngoài. Nhưng vì muốn cứu người bạn mới quen của mình, Jim đã bị Gray phát giác. Cả Puck sau khi vừa ra khỏi trại giam cũng bỏ mạng vì vết thương quá nghiêm trọng. Đứng trước hàng loạt biến cố như thế, Jim quyết định sẽ ở lại Gotham để làm sáng tỏ mọi việc mà chưa vội đi tìm Lee.
Dù hiện tại phải giấu mình trong bóng tối, nhưng nhờ sự tương trợ của Harvey, Jim đã có được cuộn băng của kẻ tố giác mình giết Theo Gallivan. Không biết nhờ ai, Jim ngây thơ đến gặp Ed để nhờ làm giọng nói trong cuộn băng ghi âm rõ hơn. Sau một hồi im lặng, thì chiếc đồng hồ cúc cu của Ed đã vô tình tố giác tội ác của hắn cho Jim. Tuy nhiên thì lại một lần nữa mà Ed đã cao tay hơn, khi hắn đã cài sẵn vào chiếc ghế của Jim một thiết bị điện khiến anh bị tê liệt ngay lập tức. Dẫu cho bản thân bị lâm vào tình cảnh hiểm nghèo, Jim vẫn may mắn thoát chết vì sự thiếu kinh nghiệm của Ed. Để có thể trả đũa thì Jim đã nhờ Selena đến sở cảnh sát tố giác anh và nói to những manh mối, buộc cho Ed phải vào rừng để rời những cái xác chết đi chỗ khác. Chính nhờ việc không lên kế hoạch từ trước như thế, lần này Ed đã mắc bẫy của Jim và bị đưa vào Arkham. Jim được minh oan nhưng anh đã quyết định chưa quay về sở vội mà vẫn độc lập để tự điều tra chuyện của Bruce. Cũng trong lúc đó, sau cái chết của bố mình thì Penguin liên tục bị mẹ kế và các anh chị em trong nhà ức hiếp. Nhưng rồi thì khi dọn dẹp, Penguin đã phát hiện ra lọ thuốc độc mà mẹ kế mình chưa vứt đi. Biết được sự thật, cái ác trong Penguin đã được kích hoạt trở lại và hắn đã giết hết cả nhà của mình. Cùng lúc đó, Barbara cũng đã được thả và đã ngay lập tức đến tìm gặp Jim. Dù tâm lý đã phần nào đó được chữa khỏi, Jim đương nhiên vẫn khó có thể chấp nhận được sự hiện diện tự do của Barbara ngoài xã hội. Dẫu cho những định kiến đó, sáng ngày hôm sau, Barbara đã giúp Jim có được một manh mối vô cùng đắt giá. Qua màn diễn xuất của mình, Barbara đã tìm ra rằng người đã thuê Malone đi giết Thomas và Martha Wayne thường được gọi với bí danh là Triết Gia. Trong lúc đó thì Bruce, Lucius và Alfred cũng đã có những động thái riêng của mình. Qua những tìm hiểu từ các tập tin bí mật trên máy tính của Thomas Wayne, cả ba đã phát hiện ra một cái tên đáng ngờ là Karen Jennings. Gặp được Karen, mọi người mới phát hiện ra cô chính là một sản phẩm thí nghiệm của Pinewood Farms, một dự án vô nhân đạo mà Wayne Enterprise từng đầu tư. Cả bốn người sau đó đã gặp mặt được Jim và kết nối mọi manh mối lại được với nhau nhờ điểm chung là cái tên Triết Gia đứng đằng sau đó. Tuy nhiên thì trước khi kịp nhờ Karen nhận diện ra ai là Triết Gia, người mà lúc này đây ta được biết chính là Hugo Strange, thì cô đã bị giết hại bởi Victor Fries sau khi hắn được Hugo cải tiến và cho ra trận. Tưởng chừng như mọi thứ đã bế tắc, Lucius phát hiện ra hồi làm việc cùng Thomas khi xưa, Hugo cũng lấy biệt danh là Triết Gia. Về phía Hugo Strange, hắn đã có một bước tiến vĩ đại khi hồi sinh được một người đã chết, chính là Theo Gallivan. Dù được tái sinh, nhưng Theo đã mất hết ký ức và trở nên vô cùng điên loạn. Lợi dụng điều đó, Hugo đã tiêm nhiễm vào đầu Theo và khiến hắn nghĩ mình là một vị thần cổ xưa có tên là Azrael của gia tộc Dumas. Không may là trong lúc đó, Jim cũng đến tìm gặp Hugo và tuyên bố rằng mình biết hắn là người đứng sau mọi chuyện. Sự việc này đã khiến cho Jim lọt vào tầm ngắm của Hugo và hắn đã quyết định cử Azrael đi giết anh. Ngay sau đó thì trong lúc Jim bất lực trong việc cố gắng thuyết phục Bonds khởi tố Hugo, Azrael đã tấn công trực diện và khiến mọi người bàng hoàng với sức mạnh khủng bố của hắn. Chưa dừng lại ở đó, sự táo tợn của Azrael còn bộc lộ khi hắn trực tiếp tấn công thẳng vào sở và giết một số cảnh sát. Đội trưởng Bonds cũng bị thương nặng, nhưng lúc này đây vì sự xuất hiện của Jim mà danh tính của hắn đã bị bại lộ trước toàn dân. Thông tin cựu thị trưởng đội mồ sống dậy bắt đầu tràn ngập khắp các bản tin. Sự việc Theo Gallivan vẫn còn sống sau đó cũng đến được tai của Penguin. Hắn đã đến tìm gặp Butch để cùng hợp tác. Bên trong Arkham, Ed đã tìm xuống được Indian Hill. Đến một gã tâm thần như Ed cũng phải cảm thấy ghê sợ trước những gì đang diễn ra ở bên dưới này. Với những manh mối có được từ trước, Jim và Harvey cùng các cộng sự đã nhanh chóng đến Arkham để khám xét. Nhưng Hugo đã đi trước họ một bước và tiêu hủy hết mọi tang chứng, khiến cho cuộc điều tra lại tiếp tục đi vào bế tắc. Không xử lý chuyện này bằng cách bình thường được, Jim và Harvey đến tìm gặp Butch và được Tabitha kể nghe về việc chắc chắn Theo sẽ đi tìm thanh gươm mà Azrael đã sử dụng khi xưa. Cả ba sau đó đã đến nghĩa trang của Gotham để khơi quật lại ngôi mộ và tiếp tục chạm mặt với Theo. Lúc này đây, Tabitha trong lúc cố gắng thuyết phục anh trai mình đã đánh thức ký ức của Theo, nhưng hắn đã đâm cô và cầm thanh gươm để đi lấy mạng Bruce. Về phía cậu thiếu gia, Bruce đã kể cho Selena về chuyện ở Indian Hill và buộc cô bé phải tự đi điều tra nơi đó vì người bạn cũ của mình. Trong lúc vào trong Arkham, Selena gặp được Ed đang tẩu thoát và được hắn chỉ cho cách xuống dưới. Bản thân Ed sau đó cũng tỏ ra mình non nớt như thế nào khi mà ngay lập tức bị tóm gọn trở lại. Bruce thì đã quay trở về dinh thự Wayne và cùng Alfred chống lại Theo. Jim sau đó cũng đã tới ứng cứu kịp thời, nhưng những phát súng của anh không thể làm Theo lay chuyển giữa lúc nguy cấp nhất. Penguin và Butch có mặt dùng khẩu bazooka thổi bay Theo một lần và mãi mãi. Trong khi đó thì Hugo đang có những bước tiến vĩ đại khi hắn đã hồi sinh được tận 12 người đã chết. Tuy nhiên thì vì không ai trong số họ giữ lại được ký ức, thí nghiệm của Hugo vẫn bị cấp trên xem nhẹ. Nhưng rồi thì sau cùng, đến với vật thí nghiệm thứ 13 là xác chết của Fish Mooney, ả ta đã được hồi sinh với 100% ký ức được giữ nguyên và tính cách vẫn như cũ. Thậm chí lần hồi sinh này còn vượt ngoài mong đợi khi Fish còn có khả năng thao túng người khác chỉ với một lần chạm.
Ở bên ngoài, vì không gặp được Selena như đã hẹn, khi cô bé đã bị cô bạn mất trí nhớ là Bridget của mình khống chế bên trong Enid Hill, Bruce cùng Lucius và Jim bắt đầu lên kế hoạch để tiến vào Arkham hòng tìm ra căn cứ bí mật ở đó. Tuy nhiên thì kế hoạch của cả ba đã nhanh chóng bị bại lộ. Bruce và Lucius bị đưa vào một căn phòng riêng và chịu sự tra khảo của Enigma. Còn Jim, anh gặp được vật thí nghiệm của Hugo là Basil và chứng kiến gã phản diện nhân bản mình. Tại sở cảnh sát, với sự biến mất quá lâu của Bruce, Alfred đã tới và nhờ Harvey trợ giúp. Với chức vụ chỉ huy tạm thời của mình, Harvey đã nhanh chóng huy động lực lượng để chuẩn bị cho trận chiến sinh tử với Hugo. Tuy nhiên thì với phiên bản giả của Jim, cả sở cảnh sát đã nhanh chóng bị đánh lừa và rút quân. May mắn là sau đó gã giả dạng này đã bị thứ tình yêu màu hồng nhưng có chút kinh tởm của Barbara vạch mặt và mọi người tại sở phải tức tốc lên đồ trở lại để đi ứng cứu Jim. Còn ở bên trong Arkham, Hugo và Ed đang cố gắng tìm hiểu xem rằng Jim, Bruce và Lucius đã biết được mọi chuyện đến đâu. Và qua quá trình tra khảo, những gì mà cả ba biết chỉ dừng lại ở việc Wayne Enterprises phải chịu trách nhiệm cho mọi chuyện, chứ họ không hề biết đến việc có một tổ chức bí ẩn khác to lớn hơn đứng đằng sau để nắm thóp mọi thứ. Đồng thời thì với những mệnh lệnh của chính tổ chức đó, Hugo đã chuẩn bị sẵn một quả bom ở ngay bên dưới Arkham để xóa sổ mọi dấu vết và tiến hành đưa các tù nhân đi. Tuy nhiên, cộng sự của Hugo đã bị Fish kiểm soát và ả ta muốn thả toàn bộ tù nhân ra làm loạn Gotham. Đứng trước tình cảnh đó, Hugo buộc phải kích hoạt ngay quả bom để tránh việc đó diễn ra. Về phía bộ ba đang chờ chết thì lần này họ lại được Selena cứu thua sau khi cô bé tạm thời lấy được lòng tin của Bridget, người mà hiện tại đang ở phía trên đọ súng với Victor và khiến cho Hugo bị ăn đạn. Với sự giúp đỡ của Ed, Jim và Lucius đã tìm đến được nơi cất giữ quả bom. Dù không ai biết nên gỡ quả bom ra sao, nhưng cả hai đã chó tắt phải rồi khi đổ đại một ly nước vào là may mắn ngắt được quả bom. Hành động ngắt quả bom cũng đã gián tiếp mở ra cơ hội cho Fish lái chiếc xe buýt ra ngoài và giải phóng toàn bộ lũ tội phạm dị nhân ra khắp thành phố. Sự xuất hiện của Fish đã khiến cho Penguin và Butch có một phen chết khiếp. Còn về phía bọn ác nhân, một trong số chúng có ngoại hình giống hệt như Bruce. Tại Arkham thì sau sự việc trên, Hugo Strange vẫn còn sống và đã bị bắt giam. Jim quyết định giao lại mọi chuyện cho Harvey xử lý để đi gặp Lee. Và Alfred tưởng chừng như đã có thể quay lại cuộc sống bình thường cùng Bruce, thì cậu thiếu gia lúc này đây vẫn quyết định tìm cho ra chân tướng của hội đồng bí mật đằng sau Wayne Enterprise kia. Và đó là toàn bộ những diễn biến trong mùa thứ 2 của Gotham. Liệu chúng mình có kể thiếu chi tiết nào hay không? Hãy để lại ý kiến của các bạn ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like và subscribe cho kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào về phim ảnh mà chúng mình sẽ ra mắt trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã xem hết video lần này. Xin chào và hẹn gặp lại. Way Too Weird, out.